Alo, tụi con. Hello cô Út, bữa nay cô Út học bài gì? Bữa nay học bài gì con? Đây, con học bài nào đâu chỉ ba coi. À, bài này nha. Bữa nay Út cần học bài này nha các bạn. Giờ bắt đầu. Đây là buổi học nhạc của ba cháu gia đình ở Long Đảo nha các bạn. Hiện tại đang chương trình 16 cho nên các cháu sẽ học lại những bài cũ của thầy dạy để cho nhuần nhuyễn những cái ngón đàn. Bé Út coi bộ là học giỏi hơn chị hai với anh ba nha. Cưng đàn giỏi quá. Anh ba cũng giỏi nữa. Chị Út ngón đàn coi bộ điêu luyện quá nha chị Út. Rồi. Đâu đó đặt đâu.